Nhanaso, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đang đến với kênh Hồng Thấm Cuộc Sống Hàn Quốc ở Incheon. Và bây giờ anh ấy nó hôm nay sẽ có một món quà tặng cho mình. Anh ấy đang khui quà, mình không biết cái gì. Để coi anh khui coi là quà gì nhé. Dạ, anh ấy đang có một cái dự định là đang nấu irum ở bài à. Kutsu. Bữa nay chỗ tài luôn. Nấu kutsu luôn. Wow, evil đó. Cái gì trong đó vậy mọi người? Mà nó gói đẹp dữ mọi người. Nanakata đó kìa. Không biết là cái gì. Thách be vô rồi anh nói anh khui quà cho anh tặng quà mà anh cười múm mấy cái gì. Wow, gì mà gói đẹp uy vôi ô. Thì ra đó là một cái tấm thớt rồi mọi người. Anh ấy phải không? Đầu tư tấm thớt nữa. Tấm thớt sắc cho đẹp nữa. Trời ơi, tấm thớt nặng lắm mọi người, nó dày đây nè. À, khui thớt mới, tặng quà cho vợ đứng chị tặng tấm thớt xong rồi cái khui á. Nó chỗ tài nấu. Cái xương mà người xưa á. Nấu ngon không biết. Hai khui món quà vô bếp thì ra là mua một cái tấm thớt tặng vợ, sau đó vô bếp. Cái tay sắt cũng điêu luyện quá chứ. Uống nước mẹ sợ đó là cha chú heo. Chị đòi à? Mẹ à? Hiện tại rồi á. Nói với Na mà nấu mà ngon ha. Là ngày nào cũng nấu cho ăn à. Không nói nấu mệt lắm. Siêu thị ở Việt Nam mình cũng có bán nữa hả? Mình có mua bịch ở Việt Nam mình có ăn là nó dai dai ngon lắm mọi người. Ơi, anh ấy làm không chuyên nghiệp bằng mình rồi. Open super. Open super. Open. Mô lại. Hỏi nấu thì không biết rồi. Video master. Future. Anche super. Ok. Boy ok. Thợ nấu gì mà chả biết gì hồi thời gian á. Thở nấu rồi, chào rồi. Ủa, trong thời gian này đấy, uốn tông luôn, tập thể dục luôn. Thầy ơi, cái này bầm gì chứ, bầm gì, sắt kia gì trời. Đấy. Để mình giới thiệu sơ nha mọi người. Máy này là để dành máy mà mình lấy nước đá. Đấy, mọi người chỉ cần bấm ra nước đá. Còn hai nút này là uống dạng đá lạnh nè mọi người. Còn nút này uống là nước đá mát nè mọi người. Đấy, anh lấy nước đá anh chuẩn bị rồi đó mọi người. Còn cái loại máy này á là cái máy để dành mà mình đựng thức ăn thừa đó mọi người. Đấy. Ôi. Cái máy này là máy để dành mình đựng thức ăn thừa. Đấy, nó có tác dụng là mình đây. Mình để thức ăn cặn đó mọi người. Ở Hàn Quốc thì đồ ăn mà cơm cặn, đồ cù là mình bỏ riêng ra chứ không được bỏ vào chung với đồ như bọc, đồ hay là giấy nha mọi người. Bỏ riêng ra. Và cái này nó có tác dụng á là khi mình bấm thì đổ nóng này lên nè.
tất cả các thức ăn trong đây nó sẽ hút đi hết những cái nước á mọi người. Đặc biệt như thức ăn nào mình ưa có nước cái nó động lại, nó động lại phía dưới này nó có lỗ hổng này, nó có lỗ hổng cái nó động xuống đây là máy này nó sẽ làm hút hết trơn cái nước đó luôn, là thức ăn của mình nó khô, nó không có mùi. Sau đó nó là cái máy này nó lọc luôn này, này nó lọc luôn mà không có mùi luôn. Thường ở nhà chung cư ưa xài lắm mọi người, tại vì mình toàn nhà mình nhà kính không à, nên mình xài vậy nó sẽ tiện lợi và không có mùi. Và kèm vào đó thì bên nấu ăn này thì mình sẽ thêm cái máy nữa, thêm cái đồ hút nữa lên nó sẽ không có mùi. Không gà thợ chưa đến đâu, rồi bếp ga có nhưng mà không thể xài được, thợ chưa có lên gấp nên mình đành xài để đỡ cái lò nướng. Còn nhà mình hồi cũ thì xài và bếp ít điện, mình thì mình thích xài cái bếp điện hơn mọi người. Cái bếp ga này nè, dạ cạch nó mới lên, sợ lắm, ghê lắm. Đây không gà chưa, thợ chưa đến lại gắn ga vô. Đây là quà đây là quà của nhân viên, mọi người, nhân viên trong công ty á, họ xay cho mình uống. Dạng như cái này là làm từ gì không mình không biết. Ở đây à, mô héo không cuộc xưa, không cuộc xưa là mô không biết luôn mọi người. Nhưng mình uống á, y chang như là cái này làm từ loại đậu á, mình cái uống như tưởng tượng như là y chang như là đậu xanh, đậu nành, đậu này của mình á, mình xay mà còn sát luôn nha. Đấy, uống rất là ngon. Còn mình muốn uống thì mình cho tí đường, tí đá vô uống à, tuyệt vời. Đấy, mình chặt qua nếu có nước đá gì đó mọi người, ăn cho nó tăng thêm cái độ dai á mọi người. Đấy, mình thì mình bỏ đá vô rồi nè mọi người, đá xinh xinh giống bán quá nha mọi người. Ừ, như cô sư phan thả si tân. Đây, hôm nay ông chủ bán món cô sư á. Trời, mọi người thấy không, chứ mình nhìn từ xa mình thấy thấy rồi đó. Và đặt làm màu nữa, giống trái tim nữa kìa. Làm rau củ không có thịt gì hết trơn mọi người, mình hỏi mà mọi người không biết ăn với cái gì nữa. Đây, trời ơi, trái tim không ngủ yên. Cà chi mô cơ. Wow, thì ra lấy cái đó ra ăn chung. Oh my god. Oh my god. Vậy nó sẽ có vị béo ăn giống như bún nước cốt dừa. Wow. Ô, lần đầu tiên mình thấy đó mọi người. Oh my god. Lắc lên mà để ở dưới đó. À, món này lần đầu tiên, ừ, ăn chắc tối nay hiểu luôn rồi đó. Món này ở Hàn Quốc có không mọi người, hay là anh tự chế mọi người? Hàn Quốc biệt sợ đó. Hay là ở ba hôn cha sen gạt. Hả? Chọn ma để sợ á? À, ông nói thiệt mình học. Hàn Quốc sư. Không, không cuộc su. Trời ơi, tên gì không cuộc su gì đó mọi người. Mình hỏi anh là thực sự là Hàn Quốc có món này không, hay là anh tự anh nghĩ ra vậy? Anh nói thiệt, lần đầu tiên trong đời mình thấy luôn mọi người. Ôi, màu mè qua lá hẹ anh.
Để đây thử chút. Wow. Bây giờ anh chơi. Ôm ăn. Một tô luôn mọi người. Bốn món ăn đi. Đúng là món ăn gì không biết luôn. Cho muối vô nè mọi người. Nhà xúc nó cho mọi người. Ít sơ không? Giờ coi anh ăn mọi người. Mình không ăn gì mình mới ăn tối rồi. Ôi. Wow. Mọc rồi ôm mà. Bên trong mọc rồi. Đây. Wow. Ăn gì mà nhìn thấy ngon dữ không mọi người? Béo lắm mọi người. Anh thấy ăn một rồi. Anh kêu mình thử không mọi người. Nhìn thấy ngán quá à. Wow. Ăn vậy đó mà kêu ốm. Chị lớn nhà mình ăn hết ngày. Bài chứ. Mùi mi nọ. Wow. Ăn nhìn thấy thèm quá mọi người. Ăn cái này nó dính miệng, ăn thấy thèm luôn. Cung mừng à, cái nước sữa đó nhiều là ngon đó mọi người, nước đậu nước đó là ngon. Wow, mới đi ăn thịt nướng với mình về mà ăn một tô mà nè ông nội ơi. Cái này đã tô nhỏ nha mọi người, bản tô dúng này con này đã tượng. Hai chồng mới đi ăn thịt nướng về. Wow, mày xé. Nice. Oh. Nice.